Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau một tuần nắng nóng kỷ lục, thì Mỹ và Canada lại tiếp tục phải đương đầu với tình trạng cháy rừng. Và nắng nóng cũng đang đe dọa đến đời sống của người dân nhiều nơi trên thế giới. Tại quốc gia Tây Á, Kuwait, thì thành phố Anjara của nước này ngày hôm qua đã ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 53 độ C. Đây là kỷ lục nắng nóng từ trước tới nay của các thành phố trên thế giới. Nhiệt độ ngoài trời ở đây thậm chí còn ngột ngạt hơn nhiều so với con số 53,5 độ C. Những thành phố của các quốc gia trong khu vực cũng đang chịu đợt nắng nóng gay gắt, như là ở Ả Rập Xê Út thì cũng trên 53 độ, Iraq và Iran có những nơi hơn 50 độ.